Hello anh em, chào mừng anh em quay lại kênh của mình. Thì xin lỗi anh em đó, mình lên video chậm, mình như mình đã nói mình có nhiều việc, mình lên video chậm. Nhưng mà trước khi mình ấy là mình đã có thêm thông tin rồi. Thì kết quả xổ số như là mình đã có công bố rồi. Bữa nay ha, ngày 18 tháng 4 thì Đài Bạc Liêu ha, Liêu số số ở giải 7 là 3 số 171. Thì anh em nào comment ba comment bất kỳ, nếu trúng hoặc gần trúng thì sẽ được tính kết quả ha. Và không tính như mình đã từng nói là không tính qua sửa nha. Anh em có thể sử dụng bất kỳ một cái tài khoản nào hoặc hai ba tài khoản đều được, nhưng mà không tính kết quả trước qua sửa nha. Thì trước khi mà mặc dù mình bận mình không lên video được, nhưng mà mình cũng đã xem qua một số cái comment, thì mình tính tính về cái lượng trúng hay không trúng rồi. Rồi đây là chỗ điều khiển cái mảng manager các bạn, giống như manager đó, quản lý cái tài khoản của mình. Thì trong này mình phải quản lý cái video này để mình lọc cái sự kiện, cái comment bạn. Thì trong này mình sẽ để là bình luận mới nhất ha, xếp theo thứ tự ha, nó xếp thứ tự có nghĩa là cái nào mới nó sẽ xếp trên. Ví dụ mình là bình luận mới đây nhất là 58 phút trước đó 2 giờ mình bấm chốt ha. Rồi bạn này sửa thì xin lỗi bạn nha, bạn thông cảm, mình đã có viết ở đây rồi là không tính sửa nha, tất cả mọi người đều không tính sửa, chỉ có tính bình luận một lần đầu tiên. Thì đó, những anh em mình cảm ơn tất cả anh em đã tham gia trong sự kiện của mình. Và mình cảm ơn chủ tài khoản đã có nhã ý tặng, đưa cho mình hai hạt để tặng rồi, đây là hạt thứ hai rồi, hạt thứ hai, hạt thứ ba gì mình quên rồi. Mình cảm ơn bạn rất nhiều và cảm ơn tất cả anh em đã tham gia sự kiện của mình. Cảm ơn những lời chúc của anh em dành cho mình. Thì theo thứ tự này là sẽ người nào comment sau thì nó sẽ hiện dưới ha, cầm mức trước thì hiện trên. Thì kết quả số là 171 thì mình sẽ lọc ha, 171 không có người nào ha, có nghĩa là không có người nào comment trùng số này. Mình sẽ lấy số gần nhất, mình sẽ dò xuống ha, dò xuống trước ha. 169 ơi, 170 đi, cũng không bạn này thì vui lòng thông cảm nha, bạn sửa nên mình không tính nha. 169 cũng không có, 168 không có, 167 không có, 166 165 không có, 164 không có, 163 không có, 162 không có, 161 gì cũng không có luôn, 160 không có luôn, 159 không có luôn, 158 không có, 157 không có luôn, 156. Do ba số nó rộng nên là cái mấy anh em comment nó hơi loạn. A 155 là có hai người nha, hai người, nhưng mà bạn trên này ship sau bạn này rồi, tính theo thời gian ship theo thứ tự từ sớm nhất á của YouTube nó tự quản lý, thì là bạn này xin lỗi, bạn này sẽ ship sau rồi nha. Bạn này có cơ hội trúng là bạn an nhiên nha, có cơ hội trúng. Mình sẽ dò lên, mình dò số lên, nãy mình dò số xuống là 171 trừ 155 là 16, cách 16 số. Nếu như dò số lên có nghĩa là từ 172 trở lên, mà nếu như bạn nào mà trước 16 số tới 18, trước 187 mà có trúng là bạn đó sẽ không trúng, nếu không trúng thì bạn nhiên trúng, còn nếu có trúng thì bạn nó trúng ha. Nãy mình dò xuống rồi, mình dò lên nha. 72 không có, 173 không có, 174 không có, 175 không có, 176 không có, 177 không có, 178 không có, 179 không có, 180 không có, 181 không có, 182 cũng không có, 183 cũng không có, 184 cũng không có, 185 ấy, 185 cũng không có, 186 cũng không có, 187 cũng không có, 188 cũng không có, 189 cũng không có. Rồi vậy thì chúc mừng bạn 155 nha, 155 ơi nhầm, 155
Thì trong số hai bạn này thì bạn An Nhi An An Nguyên An Nguyễn Nguyên này đã comment trước ha, trước bạn Nguyễn Hoàng Tuấn ha. Xin lỗi, chúc xin chia buồn cùng bạn Tuấn nha. Bạn comment trúng gần nhất nhưng bạn không được ha, bạn này sẽ trúng thưởng nha. Rồi bạn bạn vui lòng khi mà liên hệ với mình, bạn cung cấp cái màn hình chụp thông tin tài khoản. Ví dụ như gì các bạn? Ví dụ như gì? Tên kênh của các bạn, bấm vô kênh của các bạn để cung cấp cho mình cái thông tin tài khoản của các bạn. Để là mình xác nhận là người này đúng ha. Người này đúng, người kia đúng để mình gửi cho đúng ha. Rồi vậy là kết thúc cái event nha, kết thúc cái event các bạn ha. Danh sách phát video. Giờ kết thúc event nha. Giờ kết thúc cái event tặng ạc VIP 12 này nha. Thôi từ dưới lên đi. Sắp tới thì mình sẽ có những event khác, mình sẽ cố gắng ra nhiều event cho anh em để có thể cho anh em chơi, có ạc cho anh em chơi. Nói chung là sắp tới sẽ có nhiều, mỗi lần sự kiện đua bill sẽ có nhiều anh em nghỉ. Rồi qua những kiện này mình cũng nói anh em nào nghỉ mà không còn không hoặc không có thời gian chơi gì đó đại loại là vậy thì có thể đưa cho mình ạc để mình có thể tặng cho anh em khác. Thực ra trong server mình á chơi người ta bỏ ạc nhiều lắm nhưng mà mình không liên hệ được để mình lấy ạc để mình tặng anh em, hoặc là mình cũng không quen biết. Nếu mình quen biết thì dễ rồi, không quen biết ha, nên là mình cũng khó. Thực ra nói với anh em là một con ạc thì cũng là tâm huyết của rất là nhiều người, người ta chơi, có những người ta chơi rất là tâm huyết. Rồi vậy là bạn nào mà chúng thì bạn liên hệ với mình nhận ngạc ha. Sắp tới mình sẽ có sự kiện build thì mình sẽ có gì. Chắc nhiều anh em cũng biết rồi, build sắp tới của thần thú đại chiến là con gì rồi ha. Con xe trước cái sự kiện đó thì sự kiện vào ngày 20 tháng 4, 20 tháng 4 đến 26 tháng 4 thì bên thần thú đại chiến vừa công bố là có chuỗi sự kiện bao gồm sự kiện tiêu kim cương hoàn trả kim cương mảnh hô ba. À có nghĩa là các bạn tiêu kim cương chắc 35 kim cương sẽ được một con hô ba đó các bạn. Nhưng bên thần thú đại chiến thì con hô ba này nó ra hơi chậm hơn, nó ra mới ra gần đây thôi. Nói chung là anh em nào có cơ mới server mới thì lấy hô ba hoặc là hô ba, hoặc là lấy server cũ thì lên hô ba cao hơn. Rồi sự kiện tiêu vàng hoàn trả vàng, cái sự kiện này á thì anh em nào mà nếu không làm được có thể liên hệ với mình làm cho mình, cho các bạn trong vòng một nút nhạc đấy, ly cà phê mình sẽ làm cho các bạn ha. Sự kiện máy gachapon này để cho anh em đổi mảnh. 10 đến 11 ca kim cương sẽ được một con S cộng. S cộng trong sự kiện nha, nó có quy định cái số lượng cái con á, bạn đổi được kio. Đổi ấy để nâng kio nha. Rồi sự kiện lật mặt mảnh kill game, con kill game này nó mới ra build xong giờ chơi lật mặt luôn rồi. 7 ngày, 7 ngày thì khả năng là được con nha các bạn ha. Rồi shop giảm giá 7 ngày, quá ghê, mưa lì xì 7 ngày, gói thì chỉnh 7 ngày. Ôi nói chung là cơ hội đợt này 7 ngày lận. Anh em sẽ có nhiều cơ hội để lãnh lấy những máy này rất là ngon, rất là quá tuyệt. Coi anh em có bị nhiều anh em đã biết về sự kiện này, sự kiện đu build sắp tới chưa nhỉ? Đây các bạn ha, sau sự kiện đu get sẽ là build, và build vào ngày 29 tháng 4, Pokemon sẽ là Celebi. Đây Celebi các bạn, được con này được cho là một con những con support khống chế gần như nằm trong top tốt của game. Các bạn biết Jinchi rồi đúng không? Biết Dancy rồi đúng không? Thì con này được đánh giá còn cao hơn cả hai con support đó nữa. Có nghĩa là mỗi lần mỗi con build đợt này sẽ là một cuộc tranh đấu quá lớn. Và mà nếu mình cũng khuyên anh em nông dân nè, dưới 100 cây kim cương thì đừng tham gia với Big Six, hoặc là các bạn tùy theo server. Ví dụ như cái server các bạn nhắm. Nếu như bạn đua Big Six, đua trong top 6 nha, nhớ nha, đua Big Six, nhớ đua top 6 mới nhận thưởng nha. Các bạn đua còn không thì đừng có tham gia vào nha. Tham gia vào là xem như các bạn chuyển sinh server đấy. Thì con này là gì? Con này là dấu ấn thời gian các bạn. Khi vào mỗi trận đấu á, mình xin lỗi các bạn nha, mình không có cái ạc nào để có con này để review cho các bạn. Nhưng mà mình sẽ nói ha. Mình nói cho các bạn ha, khi vào mỗi trận đấu á, thì cái con này nó sẽ đặt dấu ấn thời gian cho chính nó và một đồng đội có cái đòn tấn công cao nhất, sức tấn công cao nhất. Chứ không phải là sức công cao nhất nha, sức tấn công cao nhất. Sức tấn công cao nhất ha. Thì con này nó sẽ đặt dấu ấn thời gian. Dấu ấn thời gian là gì các bạn?
là các bạn coi phim hình đô các bạn biết rồi, cái cánh cửa thần kỳ đó có nghĩa là khi mà các bạn đặt cái đó, nó đặt cái con này lên trong giai đoạn đó là ví dụ như đang là 1.000 máu và 1.000 và 800 nộ, thì khi nó đặt cái thời gian này lên các bạn đánh 4-5 vòng, 3 vòng hay là 10 vòng gì đó không cần biết, nhưng tới lúc nó chết thì con cái dấu thời gian này nó sẽ quay trở lại cái giai đoạn mà đặt đặt băng đặt lúc đặt á, có nghĩa là lúc đó 1.000 máu và 800 nộ hả, kể cái lúc kia các bạn trước khi chết các bạn đầy nộ vẫn nó vẫn quay về trạng đó, nghĩa là giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon đó các bạn, nó quay trở lại trạng thái ban đầu đấy. Rồi cái quan trọng là như vậy thì cái chủ lực của các bạn sẽ hồi sinh đấy, và khi mà các bạn chơi con này ở giai đoạn 4 sao thì nó chỉ là một lượt đâu rồi 4 sao thì nó hiệu ứng như vậy, còn khi mà giai đoạn 8 sao thì cứ được 2 4 6 8 nó lại đặt tiếp, có nghĩa là trong tim bạn nhây được tới gần 20 lượt thì các bạn ấy 2 4 6 8 thì nhây 5 lần 5 lượt 5 lần đặt thì các bạn sẽ được thêm 4 lần đặt nữa thì thêm được 5 con nữa, là tim bạn đặt hết là cứ gần như không chết, là mỗi con được thêm một mạng á đó. Đó kiểu vậy ha. Rồi sau khi nó hồi lại thì nó sẽ phục hồi tốc độ cân thịnh nộ và ấy, và loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế, đồng thời giảm 10% sát thương nữa bạn đó, quá nêu thêm một lượt ha. Ngoài ra nó có cái dự đoán được thời gian, có nghĩa là nó sẽ coi trước 5 lượt đánh thì trong 5 lượt này nó sẽ đánh có một lượt là nó được, nếu mà xác định là nó bị đánh chết một lần thì nó được miễn ha, nó được gọi là miễn không, nó miễn sao ta, nó né được đòn đánh đó một lần đấy. Nó giống như kiểu là coi trước tương lai, rồi các bạn sẽ thấy được tương lai các bạn sẽ chết thì các bạn tới lúc đó các bạn không chết nữa đó, kiểu vậy các bạn né được ha. Đó coi phim Doraemon biết mấy này mà ha. Còn cái biến động dao động thời gian này thì kích hoạt bởi hành động hoặc là chiêu thức hồi chiêu, biến động thời gian sẽ tạo ra giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng, bao gồm cái năng đồng minh, nghĩa là nó giảm cho đồng minh một lượt, còn cái nó kéo thời gian hồi chiêu của bên đối phương một lượt ha. Thanh tẩy ba đồng minh nhận tiêu cực và lập tức xua tan hai hướng tiêu cực ha. Rồi cái anti của con này thì nó không thiên về ấy, nhưng mà nó sẽ thiên về tốc độ, giảm thời gian 30% hiệu ứng tăng giảm một vòng ha, khiến cho địch sẽ tăng tốc hiệu ứng tiêu cực tăng một vòng và tốc độ của tất cả đồng đội tăng thêm 20%. Rồi cái anti của con này thì nó khiến cho ba đồng đội ba đối phương nha, đối phương ba địch ngẫu nhiên của đối phương có điểm nộ gần nộ nhất, gần nộ nhất nhé các bạn, gần nộ nhất thì sẽ bị trừ nộ vào ban đầu ha. Bị trừ nộ chúng sẽ quay lại về trước khi chưa đầy nộ đấy, gần nộ nghe, gần đầy chứ không phải là ba có ba người ngẫu nhiên mà gần đầy, nghĩa là trong 6 con nào gần đầy hơn thì nó tính con đó thì nha. Còn kêu thứ hai thì nó đặt bom, nó đặt bom thì hiệu ứng này là cứ có 90% cơ hội làm hoảng loạn một vòng, mục tiêu sẽ phát nổ sau 3 vòng, có nghĩa là nó chối đồng minh, nó chối đối phương lại các bạn, rồi đặt cái quả thêm một cái quả bom nữa, rồi cứ ba sau đó nó sẽ ba lượt nó ấy, còn hoặc là do nó đánh thì nó trừ đi một lượt đấy. Rồi còn kiêu 1 thì nó sẽ tăng sức mạnh cho nó trong vòng 2 lượt, tối đa 2 lượt, tạo giáp trong 10% vòng 2 hiệp ha. Giá trị của nó sau 2 hiệp sẽ giảm về ban đầu. Rồi, về cơ bản thì đây là một những con support khống chế vừa khống chế ha, tạo ra một lần hồi sinh đi, tính đi, nói đơn giản là một lần hồi sinh hoặc là quay ngược thời gian trở về tuổi thơ a, đúng rồi. Và mấy cái máy thời gian của Doraemon quay trở lại thời gian ban đầu vậy. Nói chung là các bạn cứ hiểu là chơi một team mà nhây á, nhây ví dụ như nó kéo dài hơn 5-6-7 lượt gì đó thì bên bạn team của bạn sẽ được hồi sinh được hồi sinh chủ lực ha. Vô lần hai là biết, các bạn biết là chủ lực mà còn sống là khả năng thắng rất cao rồi, các bạn hiểu vậy. Đây là một con kỹ support khống chế rất là khó chịu và gật đánh giá còn ngon hơn cả GG và Dynasty các bạn ha, nhớ. Nên là đua build này sẽ rất gắt và rất gây cấn, rất gắt. Anh em nào mà cảm thấy đua không được thì đừng nên đua, các bạn đợi thêm 2 tháng nữa. Có khi giờ đang đẩy nhanh tốc độ thì tháng hơn, tháng rưỡi nữa các bạn sẽ có được con này trong red. Đấy, hoặc trong một sự kiện lật mặt nào đó. Nha các bạn nha. Đừng có quá lao vào cuộc chơi, đừng có quá lao vào cuộc chơi sẽ dễ bị chết lắm. Sẽ dễ chuyển sinh server các bạn ha, dễ chuyển sinh server. Rồi anh em nào mà có chuyển sinh server nhớ gửi hạt lên cho mình ha. Mình sẽ làm event tăng hạt tiếp. Rồi, nói chơi vậy chứ chúc anh em chơi vui vẻ.
Chủ ạc liên hệ với mình để nhận ạc nha, rồi những anh em khác thì chơi vui vẻ nha. Sắp tới mình sẽ chơi thêm một game nữa, không biết có anh em nào đồng hành với mình hay không, mai chiều thì mình sẽ quay cái game đó cho các bạn ha. Đây, sắp tới mình định chơi cái game này nữa. Không biết anh em có ai có nhà hứng không, nhà hứng chơi với mình không, và lập bang chơi. Mình dự kiến là mình qua bên đây chơi của Soha các bạn. Soha game á. Rồi mình sẽ qua đây, mình dự kiến mình qua đây, mình cũng được admin này là trước đây mình đã từng chơi Võ Thần Tam Quốc á. Đã liên hệ với mình. Đấy. Rồi. Hy vọng sẽ đồng hành với anh em ở nhiều game, sẽ có những cái là chia sẻ anh em nhiều hơn. Xin cảm ơn em đã theo dõi video của mình và cảm ơn tất cả anh em đã tham gia sự kiện của mình. Chúc anh em chơi game vui vẻ và nhớ cho mình xin một like và một sub nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.